Xin chào anh em đang xem kênh YouTube Hai Bánh. Hiện tại Huy đang có mặt tại trường Đô Đại Nam. Và ngày hôm nay thì Huy muốn mang đến cho anh em một chiếc xe điện độ theo phong cách trường đua. Bởi vì chiếc xe này đã từng thả vô trong trường Đô Đại Nam để chạy đua trực tiếp với những chiếc xe có thể là từ hạng UB 150 cho đến là những chiếc xe phân khối lớn. Và cái ngạc nhiên, nếu như anh em là những tín đồ của Top Top, anh em sẽ thấy được là em nó đã ăn được những chiếc xe hệ UB 150, ăn luôn những chiếc xe phân khối lớn, kể cả chiếc xe Z1000 trên Top Top đó. Và quay trở lại tại sao Huy muốn chia sẻ với anh em, bởi vì Huy nghĩ cái bản độ này sẽ có gì đó rất hay ho, trong khi giá xăng thì đang tăng và xe máy điện, xe máy độ thì cũng đã rất là nhiều rồi. Nếu mà một cái màu sắc mới, Huy nghĩ là xe điện độ, quan trọng là chúng ta sử dụng một chiếc xe điện độ nó như thế nào. Và đối một phiên bản phong cách đường đua chỉ có thể chạy trong sân mà thôi, Huy nghĩ là rất là thú vị, bởi vì nó vừa hợp pháp, nó vừa an toàn cho những người tham gia giao thông đó. Rồi không để anh em chờ lâu nữa, bắt đầu nha. Khi mà nói về cái thiết kế của nó, anh em nhìn vào sẽ nghĩ đây là một chiếc MSX125 phiên bản đời cũ dạng tròn như thế này. Nhưng thật sự nó cũng là một chiếc xe điện, và lúc mà đội đua Mad Power này á đã lấy về, em nó có giá là khoảng 20 triệu đồng. Sau đó về độ nó tùm lum hết á. Nhưng mà thiết kế thì vẫn giữ nguyên là thiết kế nguyên bản. Chủ yếu là đụng tới cái cục máy là nhiều hơn anh em, là cục pin á, và giống như là cái motor của bánh sau đó. Và anh em sẽ thấy ha, một chiếc xe điện nhưng mà vẫn có option xịn sò như là full upside down nè, rồi cái hệ thống đèn led nè. Đây là cái hệ thống đèn led dạng rosette hai phía luôn, bốn cái, tổng cộng là bốn bóng luôn, nhìn rất là hiện đại, anh em thấy không đó. Rồi bây giờ Huy sẽ nói về cái phần ghi đông trước đi, bởi vì cái phần đầu là cái phần mà thú vị nhất trên chiếc xe này. Đây cái phần ghi đông, Huy sẽ ngồi lên thử. Một chiếc xe điện độ theo phong cách đường đua thì nó sẽ cái dạng mà chòm như thế này, chòm về phía trước để chúng ta khi mà chạy trong sân thì có thể núp gió tốt hơn, cũng như là ra cua vào cua có cái gì đó nó hay hơn rất là nhiều. Đây Huy sẽ thử nha. Đó anh em thấy chưa. Và hệ thống phanh cũng đã nâng cấp là cùm dầu Adeline luôn. Phía bên tay trái cũng là tay phanh dầu Adeline luôn. Và do đội đua muốn sử dụng chiếc xe này để có thể chạy phố được, cho nên thì vẫn giữ nguyên cái bộ cùm công tắc hai phía. Nhưng mà cái bộ cùm công tắc hai phía này cũng được làm gọn nữa. Thay vì đặt bên phải một cái, đặt bên trái một cái, thì bây giờ đây á, dồn nó về một chỗ duy nhất thôi, là bên trong cái phần đầu đèn này. Coi như là cái xe này hoàn toàn là không có cái đồng hồ anh em, xe điện mà. Đó, muốn gọn gàng tối thiểu nhất theo phong cách một cái đường đua. Rồi tới cái phần dàn chân, option xịn sò như hồi nãy Huy đã nói rồi, là phụ upside down. Tiếp đến là một cái hệ thống phanh mà từ đĩa tới con heo được thiết kế là làm ngược lại hoàn toàn. Có nghĩa là nếu như một cái hệ thống phanh bình thường của mình á, là cái lưỡi đĩa nó nằm phía bên ngoài, rồi con heo nó cũng ăn vô cái lưỡi đĩa phía bên ngoài, thì ở đây anh em sẽ thấy cái lưỡi đĩa nó nằm phía bên trong, cái lồng đĩa nó nằm phía bên ngoài, và cái chi tiết những con ốc bắt cái lồng đĩa cố định như cái mâm nằm phía bên ngoài. Đó, con heo dầu thì là con heo hai bích đặt một bên, nhìn rất là hay ho. Nhìn qua Huy tưởng là con heo này cũng là độ từ Yamaha R6 qua, kiểu bông nó rất là đẹp. Gấp này là gấp nhôm sinh si, kiểu dáng của cầu Long Biên nè anh em, rất là đẹp ha. Rồi cái bộ số gãy nữa, nói bộ số gãy thôi nhưng thật sự thì nó đâu có số đâu đá anh em, nó chỉ là cái bộ gác chân thôi, nhưng mà lấy từ cái bộ số gãy qua. Rồi bên cạnh đó thì cũng đã độ phanh đĩa phía sau rồi. Cái chiếc xe này đúng phiên bản zin của nó là không phanh đĩa phía sau, nhưng mà chủ xe đã độ phanh đĩa phía sau rồi. Đây, một cái đĩa đồ chơi và một con heo sau RPM Racing đến từ thị trường Đài Loan. Nhìn rất là xịn sò luôn, được gắn cố định qua một cái bát. Rồi ở sau còn có thêm một cây phụ nitron. Cây phụ này thì cây phụ nitron ở Việt Nam mình thì giá của nó thì đâu đó cũng khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu đồng một cây. Khá là hay, cái là chủ xe cũng tính toán rồi, làm sao mà khi mà để gắn vào á, có thể là cao hơn zin, có thể là thấp hơn zin xíu, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều đến cái độ nhúng êm ái của nó. Đây, bình dầu gắn là khá là ngầu luôn ha. Và xe điện thì vẫn có biển số đàng hoàng, biển số của chiếc xe điện anh em. Đó, rồi nãy giờ thì nói cũng nhiều về những chi tiết độ ngoài rồi. Nói chung là Huy đã nói từ đầu rồi, độ ngoài chỉ chút xíu thôi, vài món thôi, nhưng mà quan trọng là cái cục máy của nó. Nãy giờ Huy cũng nói nhiều về cái món, mấy cái món đồ chơi ha. Thì tiếp đến thì Huy sẽ nói về cái phần sức mạnh của nó. Thì sức mạnh của nó là gồm 3 món thôi, thường trên chiếc xe điện thì sẽ là cái phần bánh sau, cái motor bên trong của nó,
và cái phần pin với lại cái phần bảng điều khiển hay là có gọi là IC hay EQ các kiểu này nọ anh em, thì cái bánh sau này cũng đã được độ rồi. Nếu như cái bánh diêm của nó thì đâu đó sẽ khoảng 1.000 hay hơn 1.000 kWh xíu thôi, thì cái bánh này nó sẽ là 10.000 kW. Và cái motor bên trong của nó là motor bảng đề. Nó sẽ có 3 bảng, bảng thường, bảng đề và bảng hậu. Nhưng mà cái bảng này là cái bảng đề nè, cho nên là nó có gì đó đề 3 rất là khủng khiếp luôn anh em. Đó. Rồi tiếp đến là cái gì ta? Tiếp đến là pin nha. Pin thì đến từ thương hiệu Samsung. Và chủ xe phải chọn làm sao để cho phù hợp. Có nghĩa là pin giữa EQ với giữa cái motor này nó phải có cái gì đó nó liên quan với nhau và nó chịu được cho nhau thì nó mới phát huy được sức mạnh và nó có cái độ bền. Thì cái pin Samsung này á thì chịu được cái dòng xả cao cho nên chủ xe chọn nó. Và cái thùng pin này cũng có giá trị khoảng 20 triệu đồng. Rồi cái motor bánh sau này cũng khoảng 20 triệu đồng nữa. Anh em có khủng khiếp chưa? Rồi cái xác khoảng 20 triệu đồng nữa. Và những người này chiếc xe này nè thì cũng có chia sẻ rằng là khi mà nó vào trong sân Đại Nam để nó chạy á thì một cái đoạn đường thẳng khoảng 200m thôi, nhưng mà nó đã lên được là GPS đó nha, là 130-140 GPS. Nó quá là khủng khiếp luôn anh em. Bây giờ Huy nghĩ Huy sẽ chạy thử để xem coi coi cái độ bốc của nó như thế nào. Ở vòng vòng đây thôi chứ không có vô trường đua anh em. Ok. Giờ đó những chia sẻ nhanh của Huy, và nếu như anh em quan tâm về cái bảng độ này thì Huy nghĩ anh em nên tìm hiểu trước khi độ để theo một phong cách đường đua, bởi vì bây giờ nó chạy rất là nhanh luôn anh em, nó là một con ngựa chiến rồi. Và nếu như sử dụng nó chạy ngoài đường phố thì có thể là đối với những người mà không có kỹ năng cao chuyên môn thì khó có thể mà ghim nó lại được đó. Và đối với những bạn trẻ mà học sinh này nọ nè, khi mà sử dụng để độ xe điện, độ máy á, thì anh em nên phải tìm hiểu cho kỹ và độ như thế nào để cho an toàn, có chạy thì cũng phải vào sân chạy. Đó, đó là những chia sẻ nhanh của Huy thôi. Còn đối với anh em thì thấy như thế nào về bản đồ này, để bình luận phía dưới, đừng quên thao tác like, subscribe. Xin chào, hẹn gặp lại.